Thầy xin chào tất cả các em học sinh. Trong buổi học hôm nay chúng ta tìm hiểu phương pháp quy đổi hóa vô cơ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất là kiến thức cần nhớ. Nếu hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 thì chúng ta quy đổi về Fe và oxy. Thứ hai, nếu hỗn hợp gồm CO, COH, CO2H và lưu huỳnh thì chúng ta quy đổi về CO và lưu huỳnh nghe chưa. Thứ ba, nếu hỗn hợp gồm Fe, FeX, FeX2, CO, COH, CO2H và X chúng ta quy đổi về FeCO và X. Nếu hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 mà số mol FeO bằng số mol Fe2O3 thì chúng ta quy đổi về Fe3O4. Cái này nhớ nha, cái này quan trọng chưa? Nếu có hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 mà có số mol FeO nó bằng mol Fe2O3 nghe chưa? Thì chúng ta quy đổi về Fe3O4. Tiếp theo, nếu hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với dung dịch axit chloric tạo ra FeCl2 và FeCl3, có nghĩa là tạo ra muối sắt 2 clorua và sắt 3 clorua thì chúng ta quy đổi về FeO và Fe2O3. Bởi vì FeO tạo ra FeCl2, Fe2O3 tạo ra FeCl3, do đó chúng ta quy đổi về hai cái chất đơn giản là FeO và Fe2O3. Tiếp theo, nếu hợp chất FeXOA thì chúng ta quy đổi về sắt và oxy, được chưa? Bởi vì FeXOA nó có thể là FeO, Fe2O3, Fe3O4, do đó chúng ta quy đổi về sắt và oxy, nó gồm hai nguyên tố là sắt và oxy. Nếu hỗn hợp gồm Fe, FeCl2, FeCl3 thì chúng ta quy đổi về sắt và calo. Bởi vì hỗn hợp này nó chứa sắt và calo. Tiếp theo, nếu hỗn hợp gồm natri, natri oxit, bari, bari oxit chúng ta quy đổi về natri, bari và oxy. Nếu hỗn hợp gồm CaCO3, KHCO3 thì chúng ta quy đổi về CaCO3 hoặc là KHCO3. Bởi vì CaCO3 nó có m lớn là bằng bao nhiêu? Phần tử khối của nó là 100. KHCO3 thì phần tử khối của nó cũng bằng 100, do đó chúng ta quy đổi về một trong hai chất này. Tiếp theo, nếu hỗn hợp gồm Mr2+, Ba2+, Ca2+ thì chúng ta quy đổi về M2+, bởi vì các cái ion này nó có điện tích là 2+. Và chúng ta quy đổi nó về là M2+, được chưa? M là đại diện cho ba kim loại là magie, bari và canxi, được chưa? Phần thứ hai là chúng ta tìm hiểu các ví dụ. Ví dụ số 1. Ví dụ số 1 là nung M gom bột sắt trong oxy thu được 3 gom hỗn hợp ren X hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch axit nitric dư là các ren nó hết, được chưa? Thoát ra 0,56 lít ở điều kiện tiêu chuẩn khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của M là bao nhiêu? Thì đầu tiên chúng ta vẽ cái sơ đồ này. Sắt để cho là M gom tác dụng với khí oxy này, nó tạo ra ren X. Ren X thì nó gồm hỗn hợp ren X thì gồm gì đây? Thứ nhất là gồm gì? FeO này là một này, Fe2O3, Fe3O4,
và có thể là xác dư, được chưa? Sau đó cái đáng x này tác dụng tiếp với HNO3 dư sẽ tạo thành là tạo thành thứ nhất là khí NO. Khí NO là 0,56 lít. Ở điều kiện chuẩn thì chúng ta chia cho 22/4 là được là 0,025 nha. 0,025 mol. Và cái dung dịch thì chưa? Dung dịch thì gồm đây. Dung dịch thì nó gồm là FeNO3 ba lần. Và tất nhiên là HNO3 dư. Được chưa này? Thì cái này cái chỗ này x là họ cho là 3 gram đúng không? 3 gram. Để yêu cầu là tìm M, có nghĩa là tìm khối lượng của sắt. Vậy thì chúng ta sẽ quy đổi cái hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 và sắt thành là sắt và oxy. Được chưa? X chúng ta sẽ quy đổi này. Quy đổi thành sắt và oxy. Thì đạt số mol của sắt là A nhỏ, số mol của oxy là B nhỏ nghe chưa? Thì chúng ta sẽ có cái hệ phương trình. Sẽ có được một cái hệ phương trình này, hệ phương trình hai ẩn. Thứ nhất là chúng ta có được là cái khối lượng của sắt và oxy là 3 gram. Vậy thì chúng ta có 56 nhân A cộng cho 16 nhân B sẽ bằng 3. Tiếp theo chúng ta tìm phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai là chúng ta bảo toàn electron. Thì chúng ta thấy này, sắt thì từ 0 nó lên cộng gì? Cộng 3, chỗ này là cộng 3 này, dương 3 này, thấy chưa? Chỗ này là dương 3. Sắt từ 0 lên dương 3 này. Oxy từ 0 nó sẽ giảm xuống trừ 2, nhớ chưa? Oxy lưu ý là xuống trừ 2. Chẳng hạn cái chỗ nào O trừ 2 đi, được chưa? Chỗ nào cũng được. Oxy là giảm trừ 2 nghe chưa? Oxy từ 0 mà lên trừ xuống trừ 2 là sẽ làm sao đây? Sẽ nhận hai electron trong nha. Rồi cái nitơ trong HNO3 này từ cộng 5 nó về cộng gì? Cộng 2 là nhận 3 electron trong. Vậy thì chúng ta có này. Chúng ta có là bảo toàn electron này lập 3 lần, xét từ 0 lên cộng 3 là nhường 3 electron trong nha. Lập 3 lần, 3 lần mol xét sẽ bàn như đây. Xét là cho A, còn nitơ trong cộng 5 là nhận A cơ chưa? Oxy là nhận A. Vậy thì bằng 2 lần mol oxy, oxy nhận 2 A nghe chưa? Cộng cho 3 lần mol NO. Được chưa này? Xét thì chúng ta có mol là A, vậy là 3 nhân A nghe chưa? 3 nhân A. Oxy là xét là A mol nghe chưa? Oxy là B mol. Vậy chuyển sang bên trái là 3A trừ cho 2B sẽ bằng 3 nhân NO, vậy là 3 nhân cho 0,025. Chúng ta bấm máy sẽ có kết quả là AB. A bằng B bằng. Chúng ta nhấn mode 51. Mode 51 thôi nha. Thì đầu tiên là ấn 56 này, bàn 16 bàn 3 bàn. Phương trình sau là 3A trừ 2B bằng 3 nhân 0,025 thì chúng ta nhấn là 3 này trừ 2 này. Rồi cái kia là 3 nhân cho 0,025. Thì chúng ta có mol là thứ nhất là 0,045. A là bằng 0,045, còn B là bằng 0,03, B là bằng 0,03. Vậy thì A chính là mol gì đây? Mol sắt. Từ đây chúng ta có được mol sắt nó sẽ bằng là A nhỏ là bằng 0,045. Từ đây chúng ta tính được khối lượng của sắt chính là M đó. M
chính là bằng 0,045 chúng ta nhân cho 56. Chúng ta có kết quả 0,045, 0,045 nhân cho 56 thì nó bằng là 2,52. Bằng 2,52 gram. Vậy thì ví dụ số 1 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án A nghe chưa? Tiếp theo chúng ta tìm hiểu ví dụ số 2. Hòa tan hoàn toàn 30,4 gram chất rắn X gồm CO, COX, CO2X và X bằng HNO3 dư thoát ra 20,16 lít khí NO duy nhất điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y thêm BaOH 2 lần dư vào Y thu được M gom kết tủa. Giá trị của M là bao nhiêu? Ở đây để yêu cầu là tìm khối lượng kết tủa. Và chúng ta phải tìm kết tủa là có cái gì trên đây này chưa? Đó. Thì cái câu có ví dụ số 2 này thì chúng ta không ít chúng ta là gồm CO, COX, CO2X và X thì chúng ta quy đổi thành là đồng và lưu huỳnh được chưa? Thì đầu tiên này chúng ta sẽ làm như sau này. Thứ nhất là X của chúng ta đó là nó gồm gì đây? Nó gồm là CO. CO này là màu này. CO X CO2X và X thì chúng ta sẽ quy đổi nó thành là CO và X đồng và lưu huỳnh. Thì cái hỗn hợp này bây giờ chúng ta xài cái hỗn hợp X của chúng ta bây giờ là đồng với lưu huỳnh nha. Giờ thì chúng ta tác dụng với gì đây? Tác dụng với dung dịch HNO3 này dư HNO3 dư thì chúng ta tạo được khí. Khí là chúng ta có là khí NO. Khí NO thì 20,16, chúng ta lấy 20,16 này. 20,16 chúng ta chia cho 22,4 thì được là 0,9 nha. Mol NO là 0,9 mol. Được chưa? Đó, 0,9 mol. Và dung dịch thì chúng ta gồm gì đây? Dung dịch của chúng ta đó đồng thì nó lên là đồng 2 cộng được chưa? CO2 cộng này. Đồng sunfat á, chúng ta ghi test là đồng 2 cộng được rồi. Và thứ hai là gì? Thứ hai là XO4 2 trừ, được chưa? Nhớ nghe chưa? Lưu huỳnh mà gặp HNO3 là nó chuyển thành là XO4 2 trừ. Và đồng thì đồng 2 cộng. Cái dung dịch Y này đó là gồm hai hai cái ion là đồng 2 cộng X4 2 trừ. Chúng ta cho tác dụng với BaOH 2 lần dư. Chưa? Kết tủa tạo thành là gì đây? Cái đồng 2 cộng nó ghép với C với OH trừ nó sẽ ra là kết tủa. Thứ nhất là CO kết tủa sẽ là COOH 2 lần. Và thứ hai là bari 2 cộng ghép với X4 2 trừ sẽ ra là BaSO4. Được chưa? Thì tổng khối lượng này là M gom. Chúng ta phải cần tìm được M là sao? Thầy gõ số mol của đồng là A nhỏ, số mol của lưu huỳnh là B nhỏ nghe chưa? Thì chúng ta bảo toàn nguyên tố thì chỗ này CO2 cộng nó cũng là số mol cũng là A nhỏ. Bảo toàn nguyên tố thì mol X4 2 trừ nó cũng bằng mol lưu huỳnh. Do đó chỗ này sẽ là gì đây? Mol X4 2 trừ cũng là B mol. Được chưa? Tiếp tục chúng ta bảo toàn nguyên tố chỗ này thì đồng cái này là A mol thì chỗ này sẽ là gì? COOH 2 lần cũng là A mol. Rồi chỗ này bảo toàn nguyên tố thì mol BaX4 nó cũng bằng mol gì? X4 2 trừ cũng bằng B mol luôn. Được chưa? Vậy chúng ta có một cái hệ phương trình. Thì có hệ phương trình này. Thì có được cái hệ phương trình. Thứ nhất là bảo toàn khối lượng thì chúng ta có là cái khối lượng của CO, CO và X thì chỗ này là bao nhiêu? 30,4 gram. Và chúng ta có là 64 nhân A. 64 nhân A này cộng cho 32 nhân cho B
thì nó bằng là 30,4, được chưa? Một phương trình. Hai ẩn thì tất nhiên chúng ta phải có hai phương trình. Rồi thứ hai là chúng ta có cái bảo toàn electron này, bảo toàn electron. Bảo toàn electron. Được chưa? Bảo toàn electron. Thì đồng mà từ 0 này nó lên dương 2 thì nó sẽ dương 2 electron, vậy là hai lần mol đồng. Hai lần mol Cu, nghe chưa? Còn lưu huỳnh từ 0 nó lên cộng 6, đúng không? Chỗ này là cộng 6 này. 0 lên cộng 6 sao? Từ 0 lên cộng 6 thì nó cũng nhường 6 electron, do đó thì nó cũng cộng 6 lần gì? Mol lưu huỳnh. Còn nitơ chỗ này cộng 5 đúng không? Mà về cộng 2 thì nhận 3 electron. Vậy thì nó bằng là 3 lần mol NO. Thì định luật bảo toàn electron là mol E cho bằng mol A nhận, được chưa? Mà mol đồng thì chúng ta gọi là A rồi. Mol lưu huỳnh chúng ta gọi là B rồi. Mol NO thì chúng ta tính được là 0,9, được chưa? Chúng ta thay vào thôi. Vậy là 2A cộng 6B. Chỗ này là 2A này cộng cho 6B. Nó sẽ bằng 3 nhân 0,9 là bằng 2,7. Từ đây chúng ta bấm máy tính chúng ta tìm được AB. Bấm máy tính tìm AB nghe chưa? Tìm được A và B. Rồi chúng ta nhấn mode 5 1. Phương trình đầu tiên thì chúng ta bấm là 64 này, 32, 30,4. Phương trình số 2 là 2A cộng 6B bằng 2,7 đúng không? Vậy là 2 bằng 6 bằng 2,7 bằng. Thì chúng ta có được là A là 0,3 này, B là 0,35, B là 0,35 nha. Rồi chúng ta có AB rồi, mà mol COOH hai lần là A, mol BAX bóng là B mol rồi, được chưa? Vậy thì chúng ta tính được khối lượng kết tủa thôi. Vậy thì khối lượng kết tủa M chính bằng khối lượng kết tủa nha. M chính là bằng khối lượng kết tủa. M chính là bằng khối lượng kết tủa. Và nó bằng gì đây? M chính là khối lượng kết tủa nha. Bằng khối lượng của COOH hai lần cộng cho khối lượng của BAXO4. Cái COOH hai lần thì M lớn của nó là 98 nha. 64 cộng cho 34 là bằng 98 này. 98 nhân số mol nó là A, có nghĩa là nhân cho 0,3. Còn cái BAX4 thì nó bằng là M lớn của nó là 233 và chúng ta cộng cho 233. Nhân số mol nó là B và nhân cho 0,9 à 0,35 rồi chứ, xin lỗi 0,35 rồi chứ. B là 0,35. B là 0,35 rồi chứ. Chúng ta bấm máy này. 98 nhân cho 0,3 cộng cho 233 nhân cho 0,35. Thì nó được một con số là 110,95 bằng 110 này phải 95, được không? Vậy thì ví dụ số 2 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án C nghe chưa? Đó. Tiếp theo chúng ta giải ví dụ số 3. Ví dụ số 3. Nung M gom bột đồng trong oxy nghe chưa? Thu được 24,8 gom hỗn hợp rén X gồm CO, COO và CO2O. Hòa tan hoàn toàn X trong H24 đạt nóng. Nhớ đạt nóng là sinh khí XO2 nha. Thoát ra 4,48 lít khí XO2 duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn, giá trị của M là bao nhiêu? Giá trị của M có nghĩa là giá trị của khối lượng của ai? Chính là khối lượng của đồng á. Thì bây giờ chúng ta thấy là hỗn X của chúng ta là gồm đồng và CO này, CO2O này, thì chúng ta sẽ quy đổi nó thành đồng và oxy, được chưa? Thì trước tiên thì chúng ta quy đổi luôn nha, quy đổi luôn này. Cái hỗn hợp X của chúng ta này, X hỗn X nha, thì nó gồm gì đây? Nó gồm đồng này, CO này và gì
CO2O. Chúng ta sẽ quy đổi thành gì đây? Quy đổi thành CO và oxy, được chưa? Đồng và oxy. Thì cái này khối lượng nó là 24,8 nha, cho đó chỗ này khối lượng là 24,8 này, gồm này. Rồi cái này chúng ta tác dụng với H24 đạt. Tác dụng với H2SO4 đạt. Thì khí thoát ra đây có gì đây? Khí thoát ra chính là SO2 này. 4,48 đổi đổi ra mol là bao nhiêu ra? Là 0,2 nha. 4,48 đổi ra mol là 0,2. Rồi. 0,2 mol này, đó 0,2 mol. Và gì đây? Dung dịch ở đây chính là gì đây? Dung dịch ở đây chính là dung dịch thì gồm CO2 cộng này. Và có khả năng là gì đây? Có khả năng thì có gì? H24 còn dư, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xử lý này. Khối lượng của CO và oxy là 24,8 rồi. Số mol của SO2 là 0,2 rồi. Đồng nha, đồng từ 0 này nó lên cộng 2 là nó nhường hai ở trong nha. Còn oxy từ 0 mà nó xuống ô trừ 2 đúng không? Xuống ô trừ 2 nhớ chưa? Oxy từ 0 xuống ô trừ 2 là nó nhận hai ở trong. Còn chỗ này lưu huỳnh cộng 6 này. Lưu huỳnh cộng 6 xuống lưu huỳnh cộng 4 là nhận hai ở trong, được chưa? Nhớ chưa? Và chúng ta có hệ phương trình. Có được cái hệ phương trình. Thứ nhất á là chúng ta có phương trình về bảo toàn khối lượng là 64 mol đồng. Chúng ta ghi đồng là A mol nha, oxy là B mol. Và là 64 nhân A cộng cho 16 nhân B thì nó bằng là 24,8. Phương trình thứ hai là bảo toàn E trong thì chúng ta có là gì đây? Chúng ta có là đồng nhường hai ai cho đó có hai lần mol đồng này. Oxy là chúng ta có là nhận nhận hai ai nha, bằng hai lần mol oxy là hai nhân B. Chỗ này là SO2 là nhận 2A, do đó là cộng cho 2 lần mol SO2 nghĩa là 2 nhân 0,2. Thì chúng ta bấm máy tính và được là kết quả là gì đây? AB. Nhắc lại giờ chỗ này là chúng ta có này, 2 lần mol đồng này sẽ bằng 2 lần mol oxy cộng cho 2 lần mol SO2. Chúng ta nhấn máy nghe chưa? Mốt 51. Thì phương trình đầu tiên chúng ta có là gì đây? 64 bàn nè, 16 bàn nè, rồi là 24,8 bàn. Phương trình số 2 là chúng ta có là 2 này, 2 trừ cho 2, rồi là 2 nhân 0,2. Thì chúng ta giải được là A sẽ bằng là 0,35, A là 0,35 nha. B là bằng 0,15, B 0,15. Mà đề yêu cầu là tính khối lượng của đồng. Vậy thì A chính là mol đồng chưa? A là mol đồng rồi. Và chúng ta có là mol đồng bằng gì đây? Chính là bằng A nhỏ bằng 0,35. Từ đây tính được khối lượng của đồng. Chính là M đó. M chính là khối lượng của đồng. Là bằng 0,35 nhân cho 64. 0,35 nhân 64 thì nó được một con số là 22,4 bằng 22,4 gồm. Vậy thì ví dụ số 3 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án B nghe chưa? Đáp án B. Tiếp theo ví dụ số 4. Cho 11,36 gom hỗn hợp gồm sắt, sắt hai oxit, sắt ba oxit và sắt từ phản ứng hết với dung dịch axit nitric loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO, sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch X
Cô cộng dung dịch X thu được M gom muối, giá trị của M là bao nhiêu? Ở đây người ta yêu cầu là tính khối lượng của muối. Thì chúng ta phải biết dung dịch X chứa cái gì trong này được chưa? X là chứa mức sắt 2 hay sắt 3 đúng không? Và bây giờ chúng ta trước tiên chúng ta phải vẽ cái sơ đồ đi. Chưa? Cái hỗn hợp của chúng ta là gồm sắt sắt 2 oxit, sắt 3 oxit và sắt sắt từ nha, sắt từ là Fe3O4 này. Chúng ta sẽ quy đổi nó thành là hỗn hợp gồm sắt và oxy. Được chưa? Bởi vì nó tắt tần tật thì nó gồm ba nguyên tố là gồm hai nguyên tố là sắt và oxy thôi, được chưa? Hỗn hợp này có gồm hai nguyên tố là sắt và oxy. Do đó chúng ta quy đổi thành sắt và oxy. Khối lượng của nó là sẽ là chỗ này sẽ là 11,36 gram, được chưa? Chúng ta tiếp tục tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư. Nó tạo thành khí NO 1,344 chia cho 22,4 thì chúng ta được một con số là 0,06 mol nha. Đó. 13,44 mà chia cho 22,4 là 0,6, vậy 1,344 thì chúng ta dời xuống một con không qua đây được chưa? Số phải qua đây được chưa? Thì nó được là 0,06. Các bạn phải nhớ. Còn không phải không không là tính máy tính được chưa? Rồi. Và cái dung dịch X của chúng ta là gồm cái gì đây? Dung X của chúng ta là nó gồm gì đây? Nó gồm FeNO3 ba lần, được chưa? FeNO3 ba lần. Và tất nhiên là HNO3 dư rồi. Để nó HNO3 dư mà, đúng không? Ở đây người ta yêu cầu tính khối lượng muối kho. Đúng chưa? Chứ không có tính cái này, được chưa? Khối lượng muối kho thôi. Khối lượng muối kho chính là FeNO3 ba lần á. Thì cái này khối lượng họ cho là bao nhiêu? Nó là khối lượng nó là M gom nha, chúng ta phải tìm M là xong. Được chưa? M gom tìm M là xong. Thì chúng ta có cái hệ phương trình này, hệ phương trình. Chúng ta đạt số mol của sắt là A nha, số mol của oxy là B. Thì chúng ta có hệ phương trình là gì đây? Hệ phương trình của chúng ta là thứ nhất là bổ toàn khối lượng là 56 nhân A cộng cho 16 nhân B thì nó bằng là 11,36 là phương trình số 1. Hai ẩn thì tất nhiên chúng ta phải lập hai phương trình rồi. Phương trình số 2 là chúng ta bổ toàn electron thì sắt mà từ 0 mà lên cộng 3 là nó nhường 3 electron chỗ này là cộng 3 này. Oxy là từ 0 nó sẽ xuống O trừ 2 thì nó nhận là electron, được chưa? Còn chỗ này nitơ cộng 5 này nó xuống cộng 2 là nhận 3 electron. Vậy thì sắt là nhường A, nhường 3 electron. Oxy là nhận 2 electron và NaO nhận 3 electron. Do đó thì chúng ta bổ toàn electron là mol E cho bằng mol E nhận nha. Chúng ta có gì đây? 3 lần mol sắt. Và chúng ta nhớ này, do HNO3 dư như nó là sắt nó tạo thành sắt 3 nha. Nhớ chưa? Vậy 3 lần mol sắt sẽ bằng 2 lần mol oxy cộng cho 3 lần mol NaO. Mà mol sắt thì là A mol nha. Sắt là A mol, oxy là B mol. NO là 0,06. Và chúng ta có phương trình thứ hai là 3A trừ cho 2B bằng cho 3 nhân cho 0,06. Chúng ta bấm máy tìm được AB nha. Tìm AB. Mốt 51 nè. Chúng ta có phương trình thứ nhất là 56 bàn nè, 16 bàn nè. 11,34 đúng không? 11,36 là 1,36. Được chưa? Phương trình số 2 là 3 bàn trừ 2 bàn. 3 nhân 0,06 bàn. A là bằng 0,16. B là 0,15. A bằng 0,16, B bằng 0,15 nghe chưa? Vậy thì ở đây đều yêu cầu tính khối lượng của muối sắt 3 đúng không? Và chúng ta có cái sơ đồ này bổ toàn thôi được chưa, cái này là A mol thì chỗ này phải là A mol được chưa, cái này cũng là A mol nha, số mol là A mol này nhớ chưa, số mol Fe
nào 3 3 lần cũng là a mol. Cho đó thì chúng ta có là gì đây? Mol FeNO3 3 lần thì nó bằng mol sắt bằng a nhỏ luôn. Và nó bằng 0,16 mol. Từ đây chúng ta tính được khối lượng của FeNO3 3 lần chính là m nhỏ bằng gì đây? 0,16 FeNO3 3 lần là m lớn của nó là 242 nghe chưa? Nhân cho 242. 0,16 nhân 242. 0,16 nhân cho 242 này là bằng 38,72. 38,72 gram. Vậy thì ví dụ số 4 đáp án đúng ở đây chính là đáp án B nha. Đáp án gì? Đáp án A nha. 38,72 đáp án A nha. Tiếp theo, ví dụ số 5. Cho 9,12 gram hỗn hợp gồm sắt hai oxit, sắt ba oxit và sắt từ tác dụng với dung dịch axit chloric dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y, cô cạn Y thu được 7,62 gồm FeCl2 và M gồm FeCl3, giá trị của M là bao nhiêu? Người ta yêu cầu tìm khối lượng của FeCl3 thì chúng ta phải đi tìm mol FeCl3, tất nhiên là như thế, được chưa? Bây giờ chúng ta lưu ý trong cái phần kiến thức cần nhớ thầy đã nhắc rồi, nếu hỗn hợp của chúng ta mà nó gồm sắt 2, sắt 3 và sắt từ mà khi tác dụng với HCl mà tạo ra hai muối sắt 2, sắt 3 thì chúng ta quy đổi về hỗn hợp là gì đây? FeO và Fe2O3, được chưa? Đó. Vậy thì cái hỗn hợp này, hỗn hợp của chúng ta là gồm sắt 2, sắt 3 và sắt từ, được chưa? Chúng ta sẽ quy đổi nó thành gì đây? Quy đổi nó thành là FeO là sắt hai oxit á và Fe2O3 là sắt ba oxit, nhớ chưa? Bởi vì cái thằng FeCl2 được tạo ra từ oxit sắt 2. Còn FeCl3 tạo ra từ oxit sắt 3, được chưa? Giờ đó chúng ta phải quy đổi nó về như vậy. Sau đó chúng ta cho tác dụng với HCl dư thì hai cái này nó hết, được chưa? Lưu ý khối lượng của cái này là 9,12 gram. Được chưa? Thì tạo thành gì đây? Nó tạo thành cái hỗn hợp chúng ta là gì đây? FeCl2, FeCl3. Ở đây tất nhiên là HCl là nó dư rồi. Ở đây chúng ta không cần nữa nha, chưa? Nó dư nhưng mà chúng ta không xài thì thôi, ghi chỉ, được chưa? Rồi, chúng ta có gì đây? Chúng ta có được cái khối lượng của Fe và Fe2O3 là 9,12. Hay gọi số mol của FeO là A nhỏ nghe chưa? Số mol của Fe2O3 là B nhỏ. Thì chỗ này chúng ta sẽ có gì đây? FeCl2 thì chúng ta bảo toàn tố xác này chưa? Chúng ta có chỗ này sẽ là amol này chưa? Chỗ này sẽ là gì? Fe2O3 này mà tạo ra cái này chúng ta cân bằng cái này là hai lần nữa chưa? Đó, dầu này có hai xác, chỗ này cân bằng hai xác. Và chỗ này sẽ là hai gì? 2B, nhớ chưa? Nó sẽ là 2B. Chú ý nghe chưa? Rồi bây giờ chúng ta có cái hệ phương trình này. Chúng ta có được cái hệ phương trình. Thứ nhất là chúng ta có hệ phương trình là phương trình đầu tiên á là khối lượng nghe chưa? Khối lượng của hỗn hợp này FeO là bao nhiêu? Là 72, 56 cộng 16 72 nghe chưa? 72 nhân số mol là A. Còn Fe2O3 là 160. Cái này đơn giản dễ nhớ được chưa? Nhân B. Nó sẽ bằng 9,12. Được chưa? Đó là phương trình đầu tiên. Phương trình số 2 là chúng ta sẽ có phương trình số 2 là chúng ta có gì đấy? Cái mol của FeCl2 được chưa? Hay là khối lượng cũng được chưa? Khối lượng của FeCl2 là 7,62. Vậy chúng ta lấy gì đây? M lớn của FeCl2 nhân cho A. Vậy là 56. 56 này. Chúng ta cạn cộng cho 35,5 nhân 2 là 71 đúng không? Là bằng 127, được chưa? Và là 127 này chúng ta nhân cho A thì nó bằng là 7,62.
Sau đó chúng ta bấm máy, chúng ta tìm được AB nghe chưa? Tìm được A và B. Chúng ta nhấn mode 51. Phương trình đầu tiên thì chúng ta bấm là 72 bàn nè, 160 bàn. Rồi 9,12. Phương trình số 2 là nó khuyết B đúng không? Chúng ta bấm 127 nè, bàn nè, 0 bàn nè và 7,62 bàn. Thì chúng ta có được A sẽ là 0,06, còn B là 0,03. B là 0,03 nghe chưa? Người ta yêu cầu là tính khối lượng của FAC là 3. Vậy thì chúng ta có là M nhỏ sẽ bằng khối lượng của FAC là 3 này. Khối lượng của FAC là 3. Số môn nó là 2B nghe chưa? Và chúng ta lấy 2B này nhân cho M lớn của nó. M lớn của nó là 56 cộng cho 35,5 nhân 3. 56 chúng ta cộng cho 35,5 chúng ta nhân cho 3 này. Thì nó bằng là 162,5 nhân 162,5 thay số vào. Vậy là 2 nhân 006 nhân 162,5. Vậy 2 nhân 0,06 này nhân 162,5. 2 nhân 006 vào 2 nhân 006. 2 nhân 0,06. À, tính lại đi. À, cái này là A là 0,06. Đúng rồi, A là 0,06. À, B, đúng không? Số môn ta B mà đúng không? B thì chúng ta thế 0,03 nha. A là 0,06, còn B 0,03, chỗ này là B chưa? Vậy thay là 0,03 mới đúng rồi chưa? Đó. Vậy sẽ là 2 nhân 0,03 nhân cho 162,5. Thì nó bằng 9,75 nha. M nhỏ là bằng 9,75 go. Ngoài ra cách này thì chúng ngoài ra cách giải này chúng ta còn nhiều cái giải khác được chưa? Rồi bây giờ ví dụ số 5 này thì chúng ta chọn đáp án D nha chưa? 9,75. Được chưa? Tiếp theo, ví dụ số 6. Hoàn toàn M gom hỗn hợp gồm FA, FAC là 2. Có nghĩa là sắt 2 clorua, FAC là 3 sắt 3 clorua. Trong axit sulfuric đạt nóng thoát ra 4,48 lít khí XO2 sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch Y. Thêm khí NH3 dư vào dung dịch Y thu được 32,1 gom kết tủa. Giá trị của M. M chính là khối lượng kết tủa đúng không? M chính là khối lượng kết tủa, chúng ta phải tìm cái kết tủa là gì ở đây này. Thì ví dụ này chúng ta xử lý như sau. Cái hỗn hợp X là nó gồm sắt và clo đúng không? Tất cả đều gồm sắt và clo, được chưa? Cái này gồm sắt và clo, cái này gồm cái này là sắt đúng không? Cái này là sắt và clo, cái này sắt và clo. Thì chúng ta quy đổi cái X thành là sắt và clo nghe chưa? X chúng ta này, chúng ta quy đổi thẳng luôn là chưa? Là gồm sắt và clo. Chưa? Fe và C là được chưa này? Cái này thì M gom được chưa? Cái này đem tác dụng với dung dịch H24 đạt nóng đúng không? Thì nó thoát ra khí XO2 là 4,48, đổ ra là 0,2 mol nha. Và thứ hai là gồm như đây. Dung dịch A. Đúng không? Dung A là gồm như đây. Thì chúng ta lưu ý này, xét là nó từ 0 nó lên cộng 3. Nhớ chưa? Cộng 3. Do là H24 đạt nóng thì lên cộng 3, được chưa? Dung dịch A thì gồm sắt cộng 3 này là 1 này, sắt 3 này. Và thứ hai là C là trừ. Được chưa? Nhớ chưa? C là 0 này, nó sẽ chuyển thành C là trừ. Vậy thì chúng ta lưu ý luôn là sắt từ 0 lên cộng 3 là nhường 3 ở trong chưa? Chỗ này là lưu huỳnh cộng 6 này, đúng không? H24 lưu huỳnh cộng 6, H24 thì lưu huỳnh cộng 6. Nó về cộng 4 là nhận 2 ở trong. Còn chỗ này cả lo thì nó sẽ nhận 1 ở trong, được chưa? Rồi. Tiếp tục cái dung dịch A tác dụng với NH3. Chúng ta bỏ vô NH3 nghe chưa? Bỏ dung dịch NH3 này. NH3. NH3 dư nghe chưa? Bỏ cái NH3 dư.
thì chúng ta sẽ có được cái tủa lại đây. Cái tủa của chúng ta là FeOH 3 lần. Nhớ chưa? Ở đây thì đề cho cái lượng tủa là 32,1. FeOH 3 lần là 107, nghe chưa? Chúng ta lấy 32,1 chia cho 107 thì nó được một con số là 0,3. Chỗ này là 0,3 mol, nghe chưa? Đó. Thì chúng ta gọi số mol của sắt là A nhỏ, số mol của calo là B nhỏ, thì chúng ta lập hệ phương trình hai ẩn. Chúng ta có được cái hệ phương trình này. Thứ nhất là chúng ta có được cái bảo toàn electron trong sắt nhường 3A, phải là 3 lần mol sắt. Được không? Cl và XO4 là nhận ngay, do đó thì nó bằng 1 lần mol Cl cộng cho 2 lần mol XO2. Được chưa? Và phương trình số 2 là chúng ta có được gì đây? Cái mol gì đây? Mol sắt bảo toàn này thấy không? Và cái mol Fe này OH 3 lần nó sẽ bằng gì? Bằng mol sắt, và nó bằng gì? Bằng A nhỏ. Được không? Tức là bằng mol sắt á, ghi bằng mol sắt thì dễ hiểu đi. Được chưa? Bằng mol sắt và nó bằng gì đây? 0,3. Được chưa? Cái này tương đương 3 nhân cho A. Sắt là A nhỏ, được chưa? Trừ đây, mol calo là B nhỏ thì trừ cho B. 3A trừ B, được không? Sẽ bằng 2 lần mol XO2 là 2 nhân 0,2. Và chỗ này là bằng A, nghe chưa? A sẽ bằng là 0,3. Lưu ý là phương trình dưới này nó khuyết gì? Khuyết B, nghe chưa? Phương trình số 2 là khuyết B, bấm máy tính lưu ý. Bấm B bằng 0, nghe chưa? 1, 5, 1. 3 bằng. 3 bằng này, trừ 1 bằng. 2 nhân 0,2 là 0,4, nghe chưa? 0,4 bằng này. Phương trình số 2 là khuyết khuyết B, nghe chưa? Vậy thì bấm là 1 bằng. 0 bằng 0,3 bằng, thì nó được A là 0,3 rồi, B là 0,5, được chưa? B là 0,5. À, ở đây đề yêu cầu tính M, nghe chưa? Tính khối lượng M, tính khối lượng của ai? Khối lượng của hỗn hợp X á, mà M chính là gì đây? M chính là bây giờ là sắt hoặc calo rồi. Vậy thì M nó sẽ bằng khối lượng của ai? Khối lượng của sắt cộng khối lượng của Cl. Khối lượng của sắt là 56 nhân cho A, đúng không? Là 0,3 này. Khối lượng của Cl thì bằng calo là 35,5, chúng ta nhân cho B là nhân cho 0,5. Và bấm máy, được chưa? 56 nhân cho 0,3 cộng cho 35,5 nhân cho 0,5 thì nó được một con số là 34,55, bằng 34,55 gram. Vậy thì ví dụ số 6 chúng ta chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Được chưa? Tiếp theo là ví dụ số 7 chưa? Ví dụ số 7 nè. Ví dụ số 7. Để hòa tan hoàn toàn 2,32 gram hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Trong đó lưu ý nè, trong đó số mol FeO nó bằng số mol Fe2O3. Nhớ chưa? Cần dùng V-lít dung dịch axit chloric 1M. Giá trị của V là bao nhiêu? Bây giờ muốn tính được giá trị của V thì chúng ta phải tìm được số mol của HCl, được chưa? Và lưu ý là số mol HCl thì bạn mol H cộng nha. À, các hỗn hợp này đó chúng ta lưu ý này, trong phần lý thuyết thầy đã nhắc rồi đó, thì chúng ta lưu ý là hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Nếu số mol FeO mà bằng số mol Fe2O3 thì chúng ta quy đổi thành là Fe3O4, nhớ chưa? Cái hỗn hợp gồm là FeO này, Fe3O4 và FeO2.
E2O3. Chúng ta quy đổi thành là Fe3O4, tức là sắt tự. Sau đó chúng ta cho tác dụng với HCl vừa đủ, được chưa? Vừa đủ. Thì được gì đây? Được là muối đúng không? Muối, được là muối, được là hai muối, được chưa? Hai muối đúng không? Được là hai muối là FeCl2 và FeCl3, cái này các em biết rồi, được chưa? Thì ở đây người ta không có hỏi muối gì đây, người ta hỏi là thì tích HCl thôi. Chúng ta cần muốn tìm muốn HCl là xong. Thì chúng ta nhớ này. Đối với oxit á, oxit kim loại nha, mà cộng cho H cộng ở đây là HCl hoặc là H2O4. Nhớ chưa? Nó tạo thành muối và nước. Đúng chưa? Muối và nước. Thì chúng ta lưu ý này, cái H cộng á, cái dòng H cộng nó sẽ lấy oxy trong oxit nè, lấy oxy trong oxit. Nó tạo thành là nước. Nhớ chưa? Cơ chế là vậy. Chỗ này cân bằng lại là hai lần H cộng. Và chúng ta nhớ như thầy này, cái mol H cộng á, nó bằng hai lần gì? Mol oxy trong oxit. Nhớ chưa? Mol H cộng bằng hai lần mol oxy trong oxit. Đây là công thức giải nhanh nha. Và công thức thứ hai chúng ta cần chuẩn bị luôn này, là cái mol oxy trong oxit này thì bằng gì? Bằng mol oxit nhân cho số oxy. Đấy, công thức thứ hai cũng rất là quan trọng luôn, được chưa? Mol oxy trong oxit là bằng mol oxit nhân số oxy. Và chúng ta không có viết phản ứng, được chưa? Hạt hóa viết phản ứng là rất rất là lâu, được chưa? Hạt hóa với thầy là không viết phản ứng, được chưa? Vậy thì chúng ta có gì đây? Mol HCl nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng mol H cộng, đúng không? Tất nhiên rồi. Mà mol H cộng thì bằng gì? Hai lần mol oxy trong oxit. Chú ý luôn, thấy chưa? Hai lần mol oxy trong oxit. Mà mol oxy trong oxit thì bằng mol oxit nhân số oxy. Và chúng ta bằng hai lần mol oxit chính là mol Fe3O4, nhớ chưa? Oxit chính là Fe3O4. Đây này, được chưa? Nhân số oxy. Vậy nó có bốn oxy đúng không? Nhân cho bốn là xong luôn. Được chưa này? Và chúng ta thay vào nữa chưa? Thay vào. Cái này là hai nhân bốn là tám chưa? Là tám này. Tám. Mol Fe3O4 chúng ta lấy là khối lượng của nó là bao nhiêu đây? 2,32 nha. Chỗ này khối lượng nó là 2,32 này. Chúng ta lấy 2,32 chia cho 232 là 0,01. Đúng không? Mol nó là 0,01 này. 0,01 mà chúng ta nhân cho 8 chính là 0,08 á, bằng là 0,08. Được chưa? Mol HCl là 0,08. Mà người ta yêu cầu tìm gì? Thể tích HCl. Vậy là V của nó chính là VHCl là như đây. CM bằng như đây. Chúng ta có là CM bằng N chia V. Vậy thì V bằng N chia CM. Mà N của nó là 0,08 chia cho CM là chia cho 1 là bằng 0,08. Được chưa? Lít đúng không? Vậy là thể tích nó là 0,08 lít. Vậy thì ví dụ số 7 đáp án đúng ở đây chính là đáp án B, đúng chưa? Ví dụ số 7 chúng ta lưu ý này, hai công thức giải nhanh chúng ta lưu ý này. Mol H cộng thì bằng hai lần mol oxy trong oxit. Còn mol oxy trong oxit thì bằng mol oxit nhân số oxy, được chưa? Tiếp theo, ví dụ số 8. Oxy hóa M gom sắt thu được 7,36 gom chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 hoàn toàn X cần vừa đủ 0,12 mol H2O4 và tạo ra là 0,224 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn giá trị của M là bao nhiêu? Lưu ý ở đây là H2O4 vừa đủ rồi, vừa đủ rồi. Thì câu này chúng ta quy đổi cái hỗn hợp của chúng ta là X tạo thành sắt và oxy nha. Hỗn hợp X chúng ta sẽ quy đổi thành như đây. Quy đổi thành sắt và oxy. Khối lượng của nó là 7,36 gram. Thì đặt số mol của sắt là A nhỏ, số mol của oxy là B nhỏ.
Thì khi tác dụng với axit sulfuric thì nó tạo thành gì đây? Tạo thành là khí hydro là 0,024 lít mà chia cho 22,4 là bằng 0,01. Mol hydro là 0,01 nha. Rồi thứ hai chúng ta có gì này? Cái dung dịch chúng ta gọi như đây, dịch X gọi như đây, là dung dịch, dung dịch chúng ta gọi như đây, dung dịch của chúng ta sẽ là gì? Dung dịch của chúng ta sẽ là gì đây? Dung dịch chúng ta không biết nha, chúng ta không biết cái dung dịch gì đây nè chưa, giờ đúng không? Dịch là gồm gì đây? Gồm thứ nhất là sát gì đây? Dung dịch ở đây chính là sát cái này loãng thì này, tạo ra hydro đúng không? Tạo hydro này, tạo ra hydro, chỗ này là tạo ra hydro nhớ chưa? Tạo ra hydro này, cái này thì dung dịch này là sắt hai rồi, đúng không? Giờ loãng, giờ đó này, nó loãng rồi chưa? H24 loãng là dung dịch sắt hai rồi, chúng ta không quan tâm chỗ này. Ở đây thì cái lượng H24 là đề cho là bao nhiêu? 0,12 mol này, đúng chưa? Và ở đây chúng ta có được cái thứ nhất là phương trình nhất như này, có được hệ phương trình này. Phương trình đầu tiên là chúng ta có là 56 nhân A cộng cho 16 nhân B, nó sẽ bằng là 7,36. Phương trình số 2 chúng ta lưu ý này. Fe và oxy tác dụng với H24 là H cộng á, thì chúng ta lưu ý này. Thứ nhất là H cộng nó sẽ tác dụng được với oxy trong oxit này, tạo thành là nước nha, cân bằng lên này. Vậy thì mol H cộng nó sẽ, chỗ này nó sẽ tạo ra gì đây? H cộng sẽ bằng 2 lần mol oxy trong oxit, nha, sẽ bằng 2 lần oxy. Nhớ chưa? H cộng bằng 2 lần oxy này. H cộng bằng 2 lần oxy. Đúng không? Và thứ hai là H cộng nó, nhớ là H cộng làm hai nhiệm vụ nha. Thứ nhất là tạo ra là nước. Và thứ hai H cộng nó tạo ra gì? Tạo ra khí hydro, đúng không? Cân bằng này 2 lần này. Chỗ này thì mol H cộng bằng gì đây? Sẽ bằng gì? 2 lần mol khí hydro. Nhớ chưa? H cộng làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nó tạo thành nước, nhiệm vụ thứ hai là tạo khí hydro. Vậy thì mol H cộng của chúng ta sẽ là gì đây? Sẽ bằng gì? Sẽ bằng 2 lần mol oxy cộng cho 2 lần mol hydro, được chưa? H cộng thì bằng gì đây? Mol H cộng là gì? Mol H cộng bằng gì? Mol H cộng thì bằng mol axit nhân số H, nhớ chưa? Mol H cộng thì bằng mol axit nhân số H. H24 thì có 2H, do đó thì chúng ta lấy gì đây? 0,12 nhân cho 2. Được chưa? Sẽ bằng 2 lần. 2 lần mol oxy, oxy là chúng ta có là A, được chưa? Và 2 nhân B được chưa? Oxy là B. Vậy 2 nhân B. Được không? 2 nhân B, được không? 2 nhân B được chưa? Oxy là 2 nhân B. Cộng cho 2 lần mol hydro là 0,01. Được không? Từ đây chúng ta sẽ có được phương trình số 2 này. Phương trình số 2 chúng ta có là 2B, được chưa? 2B sẽ bằng 0,12 nhân 2 trừ cho 0,02. 0,12 nhân cho 2 này trừ cho 0,02 thì nó bằng là 0,22 nghe chưa? 2B là bằng 0,22. Và chúng ta bấm máy đi, bấm máy tìm được AB. Bấm máy tìm AB nghe chưa? 151. Thứ nhất là chúng ta có 56 bàn này, 16 bàn này, 7,36 bàn. Đúng không? 36 bàn. Phương trình số 2 là khuyết khuyết A nha, vậy là A bằng 0. Vậy là 0 bàn này. 0 bàn nha. 2B là bấm 2 này. Và 0,22 đúng không? Chỗ này 22 thôi nha. Thì nó bằng A là bằng 0,1, B là bằng 0,11, A là bằng 0,1 nha, B là 0,11. Ở đây đề yêu cầu tính khối lượng của sắt, vậy thì chúng ta suy ra mol sắt bằng gì đây? Mol sắt chính là bằng A nhỏ là bằng 0,1, vậy là khối lượng của sắt nó sẽ bằng gì đây? 56 nhân 0,1 là bằng 5,6, được chưa? Vậy ví dụ số 8 chọn đáp án gì đây? Đoán B. Ví dụ lưu ý, ví dụ số 8 ta lưu ý này nha, là mol H cộng bằng mol axit nhân số H, nhớ chưa?
Ở đây cái bài ví dụ số 8 là nó có hai cái phần. Thứ nhất là H cộng làm hai nhiệm vụ chưa? Là H cộng nó lấy oxy trong oxit tạo ra nước. Do đó mol H cộng bằng hai lần oxy trong oxit, được chưa? Hai lần mol oxy trong oxit. Và nhiệm vụ thứ hai là H cộng nó tạo ra khí hydro. Do đó là mol H cộng nó bằng hai lần mol hydro, nhớ chưa? Vậy tổng lại thì chúng ta có là mol H cộng sẽ bằng hai lần mol oxy trong oxit cộng cho hai lần mol gì? Hydro, nhớ chưa? Tiếp theo, ví dụ số 9, hòa tan hoàn toàn 20,88 gồm một oxit sắt bằng dung dịch H24 đạt nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí XO2 sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Cô cần dung dịch X thu được M gồm muối sunfat không? Giá trị của M bao nhiêu? Oxit sắt này chúng ta chưa biết nó là cái gì ở đây. Thì oxit sắt chúng ta sẽ đạt công thức của nó là gì? FeXOA, được chưa? FeXOA, được không? Và chúng ta lưu ý trong phần lý thuyết chúng ta đã nắm được là nếu mà FeXOA chúng ta sẽ quy đổi thành như đây, thành là sắt và oxy, được chưa? Nhớ chưa? Thành sắt và oxy. Và thầy gọi số mol sắt là A nhỏ, số mol oxy là B nhỏ. Khối lượng của nó là 20,88 đúng không? Khối lượng này là 20,88 gram. Được chưa? Tác dụng với H2SO4 đạt nóng thì nó thu được là sản phẩm khử của nó là SO2 này. 3,248 chia cho 22,4, 3,248 này. Chúng ta chia cho 22,4 thì nó được một con số là 0,145 mol XO2 là 0,145 mol, được chưa? Và dung dịch muối, được chưa? Và muối, muối đây chính là muối sắt 3, được chưa? Sắt tác dụng với H24 là ra sắt 3, đạt nóng sinh sắt 3 nha. Đây chính là Fe2XO4 3 lần. Chú ý nha. Rồi chúng ta sẽ giải cái bài này. Thứ nhất là chúng ta sẽ lập hệ phương trình đúng không? Chúng ta có gì đây? Hệ phương trình. Thứ nhất chúng ta bổ toàn khối lượng là 56 nhân cho A cộng cho 16 nhân cho B thì nó bằng là 20,88. Phương trình số 2 là bổ toàn ở trong, xét từ 0 này nó lên cộng 3 này, nó nhường 3 ở trong đúng không? Oxy nó xuống trừ 2 nên nhận 2 ở trong, nó lưu ý nghe chưa? Oxy là xuống trừ 2. Oxy này nó sẽ xuống trừ 2, nó nhận 2 ở trong. Nhớ nghe chưa? H24 thì lưu huỳnh cộng 6 nó xuống cộng 4 đúng không? XO2 là lưu huỳnh cộng 4, vậy cộng 6 xuống cộng 4 là nhận 2 ở trong. Phương trình số 2 sẽ là 3 lần nhưng mol sắt là 3 nhân A. Sẽ bằng 2 lần mol oxy là 2 nhân B cộng cho 2 lần mol XO2 có nghĩa là 2 nhân cho 0,145. Được không? Chúng ta bấm máy sẽ có được AB 151. Phương trình đầu tiên là 56 bàn này. 16 bàn. 20,88 bàn. Phương trình số 2 là 3 bàn trừ 2 bàn. Nhớ là chuyển cái 2B sang trái là trừ 2B nha chưa? Đã lưu ý nha. Và 2 nhân cho 0,145, 145 đúng không? Bàn. Thì chúng ta có được là A là 0,29, B là 0,29. Có nghĩa là chúng ta đi tìm cái oxit sắt của nó đó, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ suy đây. Suy ra x chia a đúng không? X chia a này, chỉ số chia nhau này. Sẽ bằng gì? Mol sắt chia cho mol oxy, được chưa? Thì mol sắt là 0,29 chia mol oxy là 0,29 thì bằng 1 chia 1, nhớ chưa? Đây là cách lập công thức của oxit sắt. Vậy thì công thức của oxit sắt sẽ là FeO, được chưa? FeO, được không? FeO nha. Oxit sắt của chúng ta là FeO. Hoặc chúng ta không cần có sắt chưa, đúng không? Có sắt rồi này. Đó có nhiều cách làm đúng không chưa?
Và chúng ta có thể là làm như vậy là chúng ta có FeO này, chúng ta sẽ chuyển thành như đây. Fe2SO4 ba lần này, đúng chưa? Và chúng ta có như đây, chỗ này là hai sát này, căn bạn này là hai lần, thấy chưa? Mà mol mol FeO là bao nhiêu đây? Bạn mol mol sát là bằng 0,29 này. Tính qua đây thì được là 0,29 chia mấy? Chia 2. Đây là một cách, thấy chưa? Vậy lúc này chúng ta có được khối lượng của nó sẽ bằng như đây. Fe2SO4 ba lần là 400. 400 nhân 0,29 chia 2 nghe chưa? Là 400 này. 400 nhân cho 0,29 chúng ta chia cho 2. Nó bằng 58, một con số rất là đẹp luôn, 58 gồm. Ngoài ra thì chúng ta có thể tính từ sát luôn cho nhanh, được chưa? Sát này, chúng ta bảo toàn nguyên tố nghe chưa? Sát bảo toàn nguyên tố ra ra là Fe2SO4 ba lần, đúng không? Thì chúng ta có chỗ này là không, bảo toàn ở đây là hai lần nữa nha, hai lần. Chỗ này là 0,29 nè, tính qua chỗ này cũng là 0,29 chia cho mấy, cho hai. Kết quả giống nhau thôi, khoảng là 58, được chưa? Tính cách nào cũng được, được không này? Vậy thì ví dụ số 9 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án D nha. Ví dụ 9 chọn D, có nghĩa là cái ví dụ số 8 số 9 á, thầy hướng dẫn các em tìm công thức của oxit sắt luôn, được chưa? Hướng dẫn các em tìm công thức oxit sắt luôn. Thực tế thì chúng ta không cần ở chỗ này đâu, không cần ở chỗ oxit sắt đâu, chúng ta chỗ này chúng ta không cần, được chưa? Chúng ta chỉ cần tìm AB là xong thôi. Tìm AB chúng ta sẽ xử lý chỗ này là ra luôn, được chưa? Chỗ này cũng không cần, được chưa? Đó, nói thêm thôi. Ví dụ cuối cùng, ví dụ số 10. Dung dịch X có chứa 5 ion Mre2 cộng, Bi cộng, Ci cộng, 0,1 mol Cl trừ, 0,2 mol Na3 trừ. Được chưa? 0,2 mol Na3 trừ nha. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì giá trị của V tối thiểu cần dùng là bao nhiêu? Giá trị của V tối thiểu cần dùng là bao nhiêu? Thì cái này chúng ta đã học phần lý thuyết rồi. Nếu mà Mre2 cộng, Bi cộng, Ci cộng nó đều có số siêu quá là 2 cộng thì chúng ta sẽ quy đổi nó thành là M2 cộng, được chưa? Đầu tiên thầy sẽ quy đổi nè. Cái hỗn hợp của chúng ta là nó gồm là Mre2 cộng nè, Ba2 cộng và Ca2 cộng, thầy sẽ quy đổi nó thành là M lớn 2 cộng, được chưa? Đồng ý chưa? Ở đây thì chúng ta có được là mol C là trừ là 0,1, mol nào ba trừ là 0,2, đây là hai mol của ion âm. Còn M2 cộng là ion dương thì chúng ta sẽ bảo toàn điện tích, được chưa? Chúng ta sẽ bảo toàn điện tích tính được số mol của M2 cộng. Bảo toàn điện tích là mol điện tích dương sẽ bằng mol điện tích âm, đúng không? Mol điện tích dương bằng mol điện tích âm. Vậy thì chúng ta có gì đây? Dương là chúng ta có là 2 nhân cho mol M2 cộng này. Mol tích âm thì chúng ta lấy là 0,1 nhân cho 1, được chưa? Cộng cho 0,2 nhân 1. Thì chúng ta tính được mol của M2 cộng sẽ bằng như đây. 0,3 chia cho 2 là 0,15, được chưa? Nhớ chưa? Mol M2 cộng là 0,15. Mà ở đây để nó là gì đây? Thêm dần V lít K2CO3. Được chưa? K2CO3 1M vào X đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì giá trị của V tối thiểu cần dùng là bao nhiêu? Giá trị lớn nhất của V, đúng không? Để thu được cái lượng, lưu ý này, để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì có nghĩa là ion Mre2 M2 cộng này, M2 cộng nó kết tủa hết với ai? Ion C3 trừ, thấy chưa? Chúng ta lưu ý này, kết tủa mát, nghe chưa? Khi và chỉ khi M2 cộng phản ứng hết với CO3 2 trừ, được chưa? Có nghĩa là phản ứng là Mre2 cộng cộng CO3 2 trừ, nó sẽ ra là MrCO3 kết tủa, được chưa? Hai cái này đều hết, được chưa?
Ở đây thì cái CO3 hay trừ cái M hay cộng ta có là 0,15 rồi, được chưa? Tính cho CO3 hay trừ là 0,15 luôn, được chưa? Ở đây đề yêu cầu tính V đúng không? Thì chúng ta bổ toàn nguyên tố carbon thôi, được chưa? Vậy thì cái mol K2CO3 được chưa? Nó sẽ bằng mol gì? CO3 hay trừ và nó bằng 0,15 luôn. Vậy lúc này cái V của K2CO3 đó thì nó bằng gì? Công thức là CM thì bằng gì đây? CM bằng N chia V, cho đó là V bằng N chia CM, mà N chúng ta là 0,15, chia CM là chia cho 1, được chưa? Thì nó bằng là 0,15 lít. Ở đây thì đáp án của chúng ta là ml, chúng ta đổi là nhân cho 1 ngàn nha. Nhân cho 1 ngàn là bằng 150 ml. Vậy thì ví dụ số 10, đáp án ở đây là đáp án A nha. Thì ví dụ số 10 đó nó ngoài nhá, đổi nha, nhân lưu ý là chúng ta đổi cái 1,15 lít thành lít thì chúng thành ml thì chúng ta nhân cho 1 ngàn nhá, chưa? Nhân thêm 1 ngàn nha. Từ lít đổi sang ml là nhân 1 ngàn. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.